Thưa quý vị, mới đây Thông tư 32 năm 2023 thay thế cho Thông tư 65 2020 của Bộ Công an đang thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Một trong những thay đổi đó là cảnh sát giao thông không phải thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát từ ngày 15 tháng 9. Theo Thông tư 32 2023, về thẩm quyền xây dựng ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát được quy định, cục trưởng cục cảnh sát giao thông tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc giám đốc công an cấp tỉnh ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt trưởng phòng cảnh sát giao thông trưởng công an cấp huyện ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi tuyến Địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định. Đội trưởng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, đội cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông đường bộ, tuần tra dẫn đoàn, cảnh sát giao thông trật tự, trạm trưởng, trạm cảnh sát giao thông tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát cho các tổ cảnh sát giao thông trực thuộc. Tại điều 15 của thông tư này quy định, tổ trưởng tổ cảnh sát giao thông trước khi tuần tra kiểm soát phải phổ biến, quán triệt cho các tổ viên về nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát và những nội dung khác có liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm điểm danh quân số kiểm tra trang phục số hiệu công an nhân dân giấy chứng minh công an nhân dân khi bố trí cán bộ hóa trang điều lệnh nội vụ phương tiện giao thông phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ các biểu mẫu có liên quan và phương tiện kỹ thuật khác nhắc lại vị trí công tác nhiệm vụ của từng tổ viên phát lệnh tiến hành tuần tra kiểm soát khi các điều kiện đã bảo đảm đầy đủ theo yêu cầu và an toàn với tổ viên phải nắm vững nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, vị trí, hình thức thông tin liên lạc, chủ động thực hiện công tác chuẩn bị theo sự phân công của tổ trưởng. Phương tiện giao thông, phương tiện thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật khác trang bị cho tổ cảnh sát giao thông phải được quản lý, sử dụng theo quy định, được thống kê cụ thể trong sổ theo dõi quản lý. Tại điều 14 thông tư 65 2020 quy định, trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, trưởng phòng cảnh sát giao thông, trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gồm kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến địa bàn được phân công phụ trách. Tại Thông tư 32 2023 không quy định về hình thức thông báo công khai như nghiêm nhất tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị đăng tải trên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông hoặc cổng thông tin điện tử của công an cấp tỉnh phòng cảnh sát giao thông công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các hình thức công khai khác